Cô chào tất cả các em học sinh. Tiết học hôm nay chúng ta cùng ôn tập chuẩn bị cho bài kiểm tra giữa kỳ 1 sắp tới. Trọng tâm gồm có hai nội dung. Nội dung thứ nhất đó là ngành vụ khoan, bao gồm 3 bài, bài 8, bài 9 và bài 10. Nội dung thứ hai là các ngành run, có 3 ngành run đó là ngành dung dẹp, bài 11 và bài 12, ngành dung tròn, bài 13 và bài 14, và cuối cùng đó là ngành run đốt, bao gồm bài 15 và bài 17. Trước tiên chúng ta sẽ ôn về ngành ruột khoang trước. Ngành ruột khoang bao gồm các đại diện thường gặp mà các em đã được học, đó là sứa nè, hải quỳ, san hô và thủy tức. Chúng có hình dạng, cấu tạo ngoài, môi trường sống, lối sống rất là khác nhau, nhưng chúng có những đặc điểm chung nhất đó là gì? Đây các em, gồm có bốn đặc điểm chung nhất. Đặc điểm thứ nhất đó là cơ thể có đối xứng tọa tròn nè. Đặc điểm thứ hai đó là ruột dạng túi. Ruột dạng túi là ruột chỉ có một lỗ miệng duy nhất thông với bên ngoài, cho nên các em nhớ ha, lỗ miệng vừa là nơi lấy thức ăn vào cũng là nơi thải chất bã ra ngoài. Đấy. Đặc điểm thứ ba đó là cấu tạo thành cơ thể gồm có hai lớp tế bào, đó là lớp tế bào ngoài và lớp tế bào trong. Giữa hai lớp tế bào này ngăn cách với nhau bởi tầng keo nằm ở giữa. Và đặc điểm cuối cùng, chúng đều có tế bào gai độc để tự vệ và tấn công kẻ thù. Và các em còn nhớ rằng tế bào gai độc này thường tập trung nhiều ở phần nào trên cơ thể của chúng nè? Đó là nó tập trung nhiều trên tua miệng của chúng ha. Đây. Sau đây chúng ta sẽ ôn cụ thể hơn ở mỗi đại diện của ruột khoang. Đầu tiên đó là thủy tức nè. Cơ thể của nó hình trụ dài, phần dưới có đế bám giúp cho nó bám vào giá thể. Phần trên có lỗ miệng, xung quanh lỗ miệng có các tua miệng. Nó di chuyển chậm chạp kiểu sâu đo hay là lộn đầu. Về sinh sản, nó có những hình thức sinh sản như sau. Thứ nhất đó là sinh sản vô tính theo kiểu mọc chòi. Khi môi trường đầy đủ thức ăn thì thủy tức lớn rất là nhanh, trên cơ thể của nó sẽ mọc ra nhiều chòi con. Và khi chòi con tự kiếm ăn được thì lúc này nó sẽ tách khỏi cơ thể mẹ để sống độc lập. Đó là kiểu sinh sản vô tính mọc chòi. Hình thức thứ hai đó là sinh sản hữu tính. Sinh sản hữu tính thường xảy ra ở mùa lạnh và ít thức ăn, trên cơ thể của thủy tức sẽ hình thành nên tuyến sinh tinh và tuyến sinh trứng. Tế bào trứng được tinh trùng của thủy tức khác đến thụ tinh cho trứng. Sau khi thụ tinh thì trứng sẽ phân cắt nhiều lần, cuối cùng sẽ tạo ra thành con thủy tức con. Đấy là sinh sản hữu tính. Và nó có một khả năng nữa đó là khả năng tái sinh. Thủy tức có khả năng tái sinh lại cơ thể toàn vẹn chỉ từ một phần cơ thể bị cắt ra. Đấy ha. Đại diện tiếp theo đó là sứa. Cơ thể của sứa hình dù thích nghi với lối sống là bơi tự do trong nước. Như vậy so với thủy tức thì sứa ở đây có đời sống di chuyển tích cực hơn. Cơ thể của nó có tầng keo dày hơn và lỗ miệng nằm ở phía dưới cơ thể. Về hải quỳ thì cơ thể của nó hình trụ kích thước từ 2 đến 5 cm, có màu rất là sặc sỡ. Chúng sống bám vào bờ đá hay là sống cộng sinh với tôm ở nhờ. Các em còn nhớ hình thức sống cộng sinh ở động vật là như thế nào không nè? Sống cộng sinh đó là hai loài sinh vật sống chung với nhau và cả hai bên đều có lợi cho nhau. Đó là sống cộng sinh, đó là hình thức sống cộng sinh. Ví dụ như là ở hải quỳ và tôm ở nhờ thì hải quỳ giúp cho tôm ở nhờ xua đuổi được kẻ thù nhờ có tế bào gai độc. Và ngược lại, tôm ở nhờ sẽ giúp cho hải quỳ di chuyển được nha. Cuối cùng đó là san hô. San hô có đời sống bám, cơ thể hình trụ và không di chuyển. Trong sinh sản, mọc chòi của san hô khác so với thủy tức ở chỗ đó là chòi con của san hô không tách rời cơ thể mẹ, sẽ tạo nên tập đoàn san hô có khoang ruột thông với nhau. Và tập đoàn san hô này có khung xương đá vôi bất động, cho nên là san hô không có khả năng di chuyển nha các em. Và tất cả chúng đều là những động vật ăn thịt và có tế bào gai độc để tự vệ. Các em biết rằng
Ruột khoang rất là đa dạng và phong phú. Bờ biển Việt Nam của chúng ta rất giàu các loài như là sứa nè, hải quỳ nè và cả san hô. Như vậy thì chúng có những vai trò như thế nào trong tự nhiên và trong đời sống của con người? Vai trò đầu tiên đó là nó tạo vẻ đẹp cho tự nhiên, có ý nghĩa sinh thái cho động vật biển. Ý nghĩa sinh thái đó chính là môi trường sống đó em, là nơi ở đó ha, là nguồn thức ăn cho các loài động vật ở biển nha. Và trong đời sống con người, chúng được khai thác để làm nguyên liệu quý, làm đồ trang trí nè, trang sức như là san hô đỏ, san hô đen nè, nguyên liệu vôi cho xây dựng như là san hô đá, làm thực phẩm như là sứ sen, sứ rô, vân vân. Nghiên cứu địa chất như là các hóa thạch của san hô. Bên cạnh những ích lợi, chúng còn có những cái tác hại nhất định như là một số loài gây độc, gây ngứa như sứa lửa, sứa chỉ nè, tạo nên những bãi đá ngầm gây cản trở cho giao thông thủy. Như vậy chúng ta đã ôn lại khái quát vai trò của ruột khoang như thế nào. Nội dung trọng tâm thứ hai đó là các ngành giun. Có 3 ngành giun các em đã được học, đó là ngành giun dẹp, ngành giun tròn và ngành giun đốt. Cơ thể của chúng có đối xứng hai bên nha, không còn là đối xứng tỏ tròn như ở ngành ruột khoang nữa. Và để phân biệt giữa 3 ngành giun này với nhau dựa vào đặc điểm đặc trưng đó là gì? Đối với giun dẹp thì cơ thể của nó dẹp theo chiều lưng bụng ha. Còn ngành giun tròn thì tiết diện ngang cơ thể của nó dạng tròn ha. Còn ngành giun đốt thì sao? Cơ thể phân thành nhiều đốt, mỗi đốt đều có đôi chân bên nha. Riêng ở giun đất các em đã được học thì đôi chân bên của nó đã tiêu giảm, chỉ còn lại vòng tơ thôi nha. Trong ngành giun dẹp các em đã được tìm hiểu các đại diện như là sáng long nè, sáng lá gan, sáng lá máu, sáng bả trầu và sáng dây. Các đại diện của giun dẹp là các loài có tên gọi là sáng. Các em cũng có thể lưu ý điểm này để chi nè, để giúp các em nhận diện các đại diện giun dẹp một cách dễ dàng hơn ha. Trong các đại diện trên thì riêng sáng long thích nghi với lối sống tự do, cho nên nó có những giác quan phát triển như là có mắt nè, có thùy khứu giác nè ha, và nó có lông bơi để giúp cho nó di chuyển trong môi trường nước ha. Và đa phần giun dẹp còn lại là sống ký sinh. Ký sinh ở những nơi nào? Đó là sáng lá gan ký sinh ở gan của trâu bò, sáng lá máu ký sinh trong máu người và sáng bả trầu ký sinh trong ruột lợn. Sáng dây thì ký sinh ở hai vật chủ. Vật chủ chính đó là trong ruột non của người là dạng sáng dây trưởng thành. Vật chủ trung gian đó là cơ bắp của trâu bò. Ở cơ bắp trâu bò nó sẽ kết thành dạng nang sáng, hay còn gọi là trâu bò gạo nha. Do sống ký sinh cho nên chúng có những biến đổi khác đi để thích nghi như là giáp bám phát triển để giúp cho nó bám chặt vào trong cơ thể vật chủ ha. Và ngược lại, giác quan cũng như là cơ quan di chuyển của nó không cần thiết cho nên nó có sự tiêu giảm đi. Để các em ha. Những loài sáng ký sinh các em nhớ chúng đều gây tác hại nhất định cho vật chủ. Đó là những tác hại nào nè và con đường truyền bệnh ra sao? Các em hãy xem lại bài giảng 11, 12. Trong bài giảng cô đã thông tin rất là kỹ cho các em về vấn đề này. Các em hãy xem lại nhé. Ngành giun thứ hai là ngành giun tròn, gồm các đại diện như là giun đũa, giun kim, giun móc câu, giun rễ lúa và giun chỉ. Ha. Thì phần lớn giun tròn ký sinh trên cơ thể của động vật, thực vật và cả ký sinh trên cơ thể của con người. Như là giun đũa nè, ký sinh trong ruột non của người, gây hại gì cho con người nè? Đó là nó tranh chất dinh dưỡng của người, sinh ra độc tố, gây tắc ruột, tắc ống mật nha. Còn giun kim ký sinh trong ruột già của người thì đem đến giun cái liên tục tìm đến hậu môn để đẻ trứng gây ngứa hậu môn. Thì ở trẻ em á,
sẽ mắc bệnh dung kim và dung đũa nhiều hơn so với người lớn, bởi vì trẻ em ý thức vệ sinh của trẻ kém hơn so với người lớn nha các em. Dung mốc câu thì sao? Ký sinh trong tá tràng của người, chúng sẽ hút máu người làm người bệnh xanh xao vàng vọt nha. Dung rễ lúa thì ký sinh ở rễ lúa gây thối rễ lá úa vàng rồi cây chết. Dung chỉ để các em, dung chỉ ký sinh ở mạch bạch huyết của con người gây bệnh, đó là bệnh tay voi, chân voi, vú voi ha. Dung chỉ cũng là loài rất là nguy hiểm nha các em. Như vậy ngành dung dẹp và dung tròn đa phần là sống ký sinh nha, trên cơ thể động vật, thực vật và cả trên cơ thể của con người. Như vậy biện pháp phòng bệnh dung sáng cho người và động vật đó là biện pháp gì? Ở đây cô cũng lưu ý cho các em là để đề ra biện pháp hữu hiệu, các em cần xác định rõ con đường xâm nhập truyền bệnh của từng loại dung sáng như thế nào. Thì phần này các em mở lại các clip bài giảng về dung dẹp và dung tròn, cô đã thông tin cho các em rất là kỹ. Các em mở lại clip xem lại bài giảng như thế nào nhé. Như vậy nhìn chung chúng ta cần phải làm gì? Đây các em, như là ăn chín uống sôi, rửa tay trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh nè, vân vân. Không ăn các thực phẩm sống, rau sống không đảm bảo vệ sinh nè. Giữ vệ sinh môi trường nơi ở thật là sạch sẽ bằng nhiều cách khác nhau. Tiêu diệt ruồi nhặng, không tưới rau bằng phân tươi nè. Vệ sinh chuồng trại cho động vật, đặc biệt phải tẩy dung định kỳ. Tẩy dung định kỳ là bao lâu? 6 tháng một lần. Như vậy trung bình mỗi năm chúng ta tẩy dung 2 lần trong một năm. Được chưa nào? Đấy. Chúng ta sang ngành cuối cùng, đó là ngành dung đốt, bao gồm các đại diện như là dung đất, dung đỏ nè, rươi và đĩa. Chúng có môi trường sống và lối sống như thế nào với nhau nè. Dung đất sống trong đất ẩm ha. Lối sống là tự do chui rút trong đất, và nó giúp cho đất trồng tơi xốp, thoáng khí, màu mỡ. Dung đỏ thì sao? Sống ở nước ngọt, sống định cư, đầu cắm xuống bùn đó, và nó được khai thác làm thức ăn cho cá cảnh. Rươi, rươi sống ở nước lợ, sống tự do, và con người khai thác chúng để làm thức ăn cho người nè. Ngoài ra nó còn thức ăn là thức ăn cho động vật khác nữa trong môi trường tự nhiên. Riêng đĩa thì sao? Đĩa sống ở nước ngọt, ký sinh ngoài. Nó gây tác hại đó là hút máu của động vật và người. Như vậy chúng ta đã ôn lại khái quát về ngành dung đốt, bao gồm có các đại diện, có môi trường sống, lối sống rất khác nhau và nó có một cái vai trò nhất định trong tự nhiên cũng như là trong đời sống của con người. Và đó là những nội dung trọng tâm ôn tập cho bài kiểm tra giữa kỳ sắp tới. Các em hãy ôn kỹ nội dung của các bài trong hai chương trên, đó là chương 2 ngành ruột khoang, chương 3 đó là các ngành giun. Và lưu ý nè, em hãy phân biệt chính xác các đại diện ở mỗi ngành, phân biệt hình dạng cấu tạo ngoài của mỗi đại diện, phân biệt được môi trường sống, lối sống hay nơi ký sinh, lợi ích và tác hại nếu có của các đại diện, vòng đời phát triển của sáng lá gan nè, giun đũa, biện pháp phòng bệnh dung sáng, ký sinh như thế nào. Như vậy để ôn thật kỹ nội dung này, các em hãy dành thời gian chúng ta xem lại các clip bài giảng liên quan đến nội dung của bài kiểm tra nhé các em. Và cô có đôi lời dặn dò khi các em làm bài kiểm tra nè. Các em cần đọc kỹ câu hỏi ha, cẩn trọng chọn câu trả lời đúng nhất ứng với câu hỏi đó như thế nào. Làm bài đúng theo lịch thông báo của giáo viên sẽ gửi đến cho các em. Tiết ôn tập của chúng ta đến đây là kết thúc. Cô chúc các em ôn tập thật tốt để làm bài kiểm tra đạt kết quả cao nhất. Cô mến chào tất cả các em.